Sẽ gửi đến các bạn một video với nội dung cực kỳ thú vị, đó là con bài phân thân và con bài môi trường tổng hợp khi kết hợp lại với nhau thì sẽ như thế nào. Theo như các bạn nghĩ thì con bài phân thân với con bài môi trường tổng hợp liệu có thể kết hợp với nhau để tạo thành một combo vi diệu của quả tổng hợp không? Bài phân thân là con bài có khả năng hồi sinh lại một nguyên tố tổng hợp, con bài môi trường tổng hợp và con bài loại bỏ nguyên tố tổng hợp. Vừa rồi thì con bài copycat để tiêu diệt được con bài vũ khí serum. Tổng hợp ba đi một tuổi thôi các bạn. Chiều hồi ta để đó các bạn. Nhưng mà con bài ta để nó đẩy con bài của Yugi sang bên cực lạc. Rất đáng tiếc. Nhưng mà tổng lại chúng ta thấy thì con bài môi trường tổng hợp này không đơn giản để sử dụng các bạn. Mình nghĩ như vậy. Để chế con bài môi trường tổng hợp này là cực kỳ gọi là con dao hai lưỡi. Mặc dù các bạn sẽ tiết kiệm được nhiều slot cho con bài tổng hợp, nhưng mà con bài môi trường tổng hợp thật quá nguy hiểm. Mình nghĩ rằng một trong những điểm mạnh của con bài tổng hợp bên server tàu đó là khả năng gọi lại được, khả năng giải trừ tổng hợp được. Như vậy đó là một pha bọc kinh hoàng của con bài môi trường tổng hợp, mình nghĩ như vậy. Bây giờ trong quả của Yui không có gói. Tên hồi mà con ta để đẩy con bài ba đi bóng đổi tuy cũng rất là đặc biệt, nó hoàn toàn phá hủy và không thể nào hồi sinh được. Vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một pha kết hợp rất thú vị giữa phân thân và môi trường tổng hợp. Cảm ơn tất cả các bạn xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hay nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nhé.